Hello, xin chào các bạn, mình là Kinh Nam Google đây. Thì như tiêu đề mình không linh tinh dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ làm danh mà member trong server có thể mua, nhưng phải theo thứ tự từ bé lên cao nhé. Bây giờ gõ lệnh sạc danh. Ở đây mình có mẫu là 3 danh từ VIP 1 đến VIP 3 và giờ bản thân mình đã tắt off và đang ở danh member nhé. Đây mình đang ở danh gà nhất. Bây giờ mình không mua VIP 1 mà giả ngu bấm vào mua VIP 2 thử coi có được không nhé. Đó, các bạn thấy chưa, nó không cho mua và hiện ra dòng chữ này. Giờ mình giả ngu bấm mua luôn cái VIP 3 nhé, coi mua được không. Vẫn không được, tức là phải mua rank VIP 1 trước mới được. Giờ mình mua rank VIP 1 thì được nè. Giờ nó thông báo mua thành công và có được danh hiệu VIP 1 và có thể mua được VIP 2 nhé. 3.3.3. Giờ mình rank VIP 1 và thử giả ngu mua rank VIP 3 đây. Cái kết không được. Ok, tới đây là giới thiệu xong nguyên tắc hoạt động thôi. Để các bạn làm được như vậy thì các bạn download link cần fix mẫu mình để dưới phần mô tả ấy rồi tìm hiểu nhé, chứ bắt mình ngồi giải thích tại sao làm được thì chị Google mõi mồm lắm. Vì server dù nó có hỗ trợ phong chữ đặc biệt nên mình xài để hướng dẫn các bạn nhé, chứ mình thông thạo 7 server chạy trên host rồi. Tóm lại các bạn phải download phần mẫu cần fix của plugin Check Common và Permission về để nhét vào file của bạn rồi thử. Nếu coi tới đây rồi thì chúc những bạn yêu thích làm server làm tốt. Nếu có thắc mắc hay lỗi thì comment bên dưới, mình sẽ rep lại chỉ trong 24 giờ à. Và nhớ like show server ủng hộ xe di trị Google làm server nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.